Mùa giải 2023-2024, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An chào đón thêm đối tác chính thức, nhà tài trợ Nico Kucherz, tập đoàn suất ăn công nghiệp đến từ Nhật Bản. Theo đó, Nico Kucherz là đơn vị đồng tài trợ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An bắt đầu từ mùa giải 2023-2024. Không chỉ đội 1 Sông Lam Nghệ An nhận được sự tài trợ của tập đoàn đến từ Nhật Bản, Nico Kucherz sẽ cử các chuyên gia tư vấn dinh dưỡng hàng đầu của tập đoàn phối hợp với Sông Lam Nghệ An FC nghiên cứu và xây dựng khẩu phần ăn khoa học nhằm nâng cao chất lượng dinh dưỡng trong bữa ăn, thể trạng, thể lực cho cầu thủ trẻ. Từ đó, tăng cường sức mạnh trong tập luyện, thi đấu cho các vận động viên của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Với sự xuất hiện của nhà tài trợ mới trên áo đấu chính thức của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, mùa giải 2023-2024 sẽ có thêm logo của thương hiệu Nico Kucherz. Chế độ dinh dưỡng cho cầu thủ luôn là một vấn đề quan trọng ở bất kỳ đội bóng nào. Với sự đồng hành của nhà tài trợ đến từ Nhật Bản, hy vọng vấn đề thể lực cho các cầu thủ chuyên nghiệp và các cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An sẽ được nâng cao trong tương lai không xa.